chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm 22 tháng 2 năm 2024. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Anh Quốc. Chính phủ Anh Quốc kết án tù 3 năm đối với kẻ đưa người nhập cảnh trái phép, trong đó có những người Việt Nam Ngày 22 tháng 2, Tòa đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội đã ra thông báo liên quan tới vụ tòa án tại Crown của thành phố for vùng Tây Bắc của London, xét xử bị cáo mang tên Valeru IOT, 24 tuổi, quốc tịch Romania về tội đưa người nhập cảnh trái phép vào Anh Quốc, trong đó có 6 người Việt Nam. Tòa án đã ra phán quyết 3 năm tù giam đối với bị cáo này. Theo cáo trạng thì vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, bị cáo Iwarati đã lái xe tải nhỏ từ Hòa Lan qua phà đến quận hạt Asset của Anh Quốc. Đội tuần tra biên giới của Anh Quốc ở hải cảng quốc tế Harwich đã khám xét chiếc xe tải nói trên và đã phát hiện những người nhập cư giấu bên trong xe. Cơ quan hữu trách của Anh Quốc đã ghi lại những đoạn video làm bằng chứng cho thấy tài xế này đã giấu tổng cộng 7 người nhập cư trái phép bên trong một không gian chật hẹp trên nóc chiếc xe tải nhỏ hiệu Sargent trong đó có 6 người Việt Nam và một người Syria. Tài xế khẳng định rằng anh ta không hề biết là trong chiếc khoang nhỏ đó chứa đầy người, mặc dù vị trí của chiếc khoang này nằm ngay trên nóc của tài xế. Tài xế này cho biết như sau, một người bạn cũ ở Pháp của anh ta đã giới thiệu cho anh ta công việc giao hàng bằng xe tải tới Anh Quốc. Và tài xế này đã nhận lái xe từ một trạm xăng trước khi chuyển đến hải cảng Harwich. Thứ trưởng Bộ Nội vụ của Anh Quốc là Michael Tomlinson phụ trách việc phòng chống di cư bất hợp pháp cảnh báo rằng những kẻ buôn người không quan tâm tới tánh mạng của những người nhập cư mà chỉ muốn trục lợi mà thôi. Còn theo ông Chris Foster, là vụ phó vụ điều tra hình sự và tài chính thuộc Bộ Nội vụ Anh Quốc cho hay, nếu xảy ra chuyện bất trắc trong lúc qua phà để đến thành phố Harvick, thì các di dân lậu nói trên ác hẳn sẽ bị mắc kẹt và gặp tai nạn. Litva quyết định đóng thêm cửa khẩu với Belarus. Chính phủ Litva vừa quyết định đóng thêm hai trong số 6 trạm kiểm soát biên giới của nước này với Belarus kể từ tháng 3 tới đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với quốc gia láng giềng ở phía đông. Quyết định này sẽ nâng tổng số cửa khẩu vào quốc gia Baltic này bị đóng lên tới 4 cửa khẩu. Cụ thể các trạm kiểm soát là và Regadas sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 3 khi tất cả hoạt động giao thông sẽ được chuyển hướng sang hai trạm còn lại ở các làng Minininkai và South Sininkai. Chính quyền Vilnius cũng quyết định đình chỉ việc di chuyển khách bộ hành và người đi xe đạp qua các trạm kiểm soát còn lại. Bộ trưởng nội vụ Litva là Anet Bilotate đã nhấn mạnh nhu cầu về những nguồn lực đáng kể để kiểm soát dòng người qua lại, ngăn chặn buôn lậu, bảo đảm các biện pháp trừng phạt quốc tế và giảm thiểu rủi ro về an toàn giao thông. Theo Bộ Nội vụ của Litva, số lượng giấy phép cấp cho các hãng vận tải Belarus và Litva khai thác các dịch vụ vận tải hành khách quốc tế thường xuyên cũng sẽ được giảm dần. Khoảng 3.9 triệu người đã qua lại biên giới Litva-Belarus tại các cửa khẩu đường bộ trong năm 2023. Trong số đó, 66% là công dân Belarus. Vào tháng 8 năm 2023, Litva cũng đã đóng hai cửa khẩu biên giới với các lý do tương tự như quyết định vừa được đưa ra. Nước Đức bị thiệt hại tới hơn 216 tỷ Mỹ Kim từ cuộc xung đột của Ukraine. Ông Marcel Fascher, là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Kinh tế của nước Đức mới đây cho hay, chi phí kinh tế của nước Đức sau 2 năm chiến sự bùng phát tại Ukraine có khả năng vượt quá 216 tỷ Mỹ Kim trên hết, mức chi phí năng lượng đã cao đã làm cho mức tăng trưởng của nước Đức bị giảm tới 2.5%, tương đương 108 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022 và cũng là con số tương tự vào năm 2023. Theo Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đức, thì mức lạm phát gia tăng tại quốc gia này đã ảnh hưởng nặng nề tới những người lao động có lợi tức thấp. Nhật báo Die Renshi Post đưa tin, các chuyên gia ước tính Mức thiệt hại do tác động tiêu cực tổng hợp từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine đã gây ra đối với nền kinh tế của nước Đức là 260 tỷ Mỹ Kim trong năm 2022 cho tới năm 2023. Theo nhật báo này, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến cho hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể, làm gián đoạn mạng lưới vận chuyển và gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế của toàn thế giới, cũng như gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các quốc gia phụ thuộc vào lĩnh vực xuất cảng. Trước đó vào ngày 19 tháng 2, Ngân hàng Trung ương của Đức đánh giá, nền kinh tế của quốc gia này có thể tiếp tục bị suy thoái trong tam cá nguyệt đầu của năm nay và không có khả năng phục hồi. Ông Putin ngồi trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160 nâng cấp. Tổng thống Nga Putin vừa thực hiện chuyến bay trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160M phiên bản nâng cấp vào ngày 22 tháng 2. Theo hãng thông tin TASS của Nga, trước đó ông Putin đã đến phi đạo của nhà máy hàng không SP Gobunov-Kazan Người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết chuyến bay dự kiến kéo dài 40 phút và hành trình bay là bí mật. Hãng thông tấn Reuters sau đó dẫn truyền hình Nga cho biết chuyến bay đã hạ cánh sau khoảng 30 phút. Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin ngồi vào buồng lái máy bay quân sự. Vào năm 2005, Tổng thống Nga từng thực hiện chuyến bay trên chiếc Tu-160 phiên bản chưa nâng cấp. Trước đó một ngày, 21 tháng 2, Tổng thống Nga đã đến thị sát tại nhà máy và ngồi thử buồng lái máy bay Tu-160M. TU-160M là phiên bản nâng cấp của TU-160, NATO gọi loại máy bay này là Blackjack. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng nhất ở các khu vực hẻo lánh bằng vũ khí nguyên tử và vũ khí thông thường. Đây là loại máy bay siêu thanh lớn nhất trong lịch sử hàng không quân sự và cũng là máy bay chiến đấu nặng nhất thế giới theo TASS cho hay. Trở lại với châu Âu, Thụy Điển công bố khoản viện trợ lớn nhất từ trước tới nay cho Ukraine Bộ Quốc phòng của Thụy Điển vào ngày 22 tháng 2 công bố khoản viện trợ thứ 15 cho Ukraine, trị giá tới 687 triệu Mỹ Kim. Đây là khoản viện trợ lớn nhất từ trước cho tới nay của Thụy Điển dành cho Ukraine, nâng tổng mức diện viện trợ quân sự của Thụy Điển cho Ukraine trong vòng 2 năm qua lên tới 2 tỷ 900 triệu Mỹ Kim. Khoản viện trợ này sẽ bao gồm đạn pháo và các loại đạn dược khác. Bên cạnh đó là hệ thống phòng không, vũ khí loại nhỏ và các trang thiết bị khác cho quân đội Ukraine. Khoản viện trợ nói trên cũng bao gồm 10 chiếc tàu tấn công Combat Boat Nadi và 20 chiếc tàu đổ bộ lớp chi cùng với các loại vũ khí ở dưới nước. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng sẽ được cả trợ giúp tài chính để có thể mua thêm xe chiến đấu bộ binh của Thụy Điển. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng của Thụy Điển là Federation hôm nay đã ra tuyên bố, Thụy Điển sẽ bảo đảm sự trợ giúp an ninh cho Ukraine trong vòng 10 năm tới theo một thỏa thuận song phương Thỏa thuận này chỉ ra rằng Đan Mạch sẽ trợ giúp cho Ukraine trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự trong 10 năm tới đây. Thỏa thuận nói trên cũng sẽ giúp tăng khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Để đổi lại thì, Ukraine cam kết sẽ thực hiện những cải cách cần thiết để mở đường cho việc gia nhập vào khối hiệp châu Âu cũng như tham gia vào khối NATO. Tin đến từ Venezuela, sập mỏ vàng làm ít nhất 30 người thiệt mạng. Chính quyền tiểu bang Bolivar miền Nam của Venezuela cho biết, một mỏ khai thác vàng trái phép tại địa phương này đã bị sập, làm ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Giới chức địa phương cho hay vụ tai nạn xảy ra tại một khu vực khó tiếp cận gần thị trấn La Paragua, cách thủ đô Caracas khoảng 750 cây số về phía đông nam. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quốc gia đã được điều tới khu vực nói trên để thực hiện công tác cứu nạn. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ phủ tiểu bang Bolívar, các nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 cây số. Vào tháng 12 năm ngoái, mỏ vàng Paraiba tại tiểu bang Bolívar đã bị sập khiến cho 12 thợ mỏ thiệt mạng. Trước đó vào tháng 6 năm 2023, có ít nhất là 12 người đã tử vong vì ngạt nước trong một mỏ khai thác bất hợp pháp cũng tại địa phương này cùng với tiểu bang Amazonas lân cận, tiểu bang Bolivar tạo thành một khu vực có diện tích lên tới 112.000 km vuông với trữ lượng lớn vàng, kim cương, thạch anh và cotton. Khu vực này là nơi tập trung đông đảo của các băng nhóm khai thác vàng bất hợp pháp. Nông dân biểu tình trên khắp cõi châu Âu hàng ngàn nông dân của Hy Lạp mới đây đã đổ về quảng trường trung tâm thủ đô Athens và họ đã đậu những chiếc máy kéo phía trước tòa nhà quốc hội Hy Lạp để phản đối vì họ phải gánh chịu những chi phí sản xuất và giá năng lượng tăng cao. Những gì diễn ra tại Hy Lạp chỉ là một phần trong làn sóng biểu tình của giới nông gia trên toàn cõi châu Âu. Trong suốt nhiều tuần qua, các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra tại các nước như là Pháp, Đức, Bỉ, Hòa Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý vì nhiều lý do. Theo hãng tin Reuters, các nông dân biểu tình nói rằng họ đang phải đối mặt với các loại chi phí và thuế ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó là tình trạng quan liêu, các quy định về môi trường quá khắc khe và sự cạnh tranh từ hàng nhập cảng giá rẻ. Nông gia của các quốc gia châu Âu cũng gặp phải vấn đề với các quy định được cho là quá đáng, phần lớn ở các cấp Liên minh châu Âu. Đáng chú ý, đó là các quy định trợ cấp mới của Khối Liên hiệp châu Âu. Trước làn sóng biểu tình, thì chính phủ của các quốc gia tại châu Âu đã thực hiện nhiều biện pháp, thí dụ như nước Đức thu hẹp các kế hoạch cắt giảm trợ cấp dầu diesel, nước Pháp cũng hủy bỏ việc tăng thuế dầu diesel, rồi trì hoãn các biện pháp khác cũng như cam kết sẽ trợ giúp 162 triệu Mỹ Kim. Do đó, các hội nhóm nông gia đã kêu gọi tạm ngưng các cuộc biểu tình. Riêng khối hợp châu Âu cũng đã hoàn thành việc thực hiện quy định về đất bỏ hoang cho nông dân trong năm 2024. Dẫu vậy, việc các nông gia tại châu Âu vẫn tiếp tục biểu tình trong những ngày qua cho thấy vấn đề chưa được giải quyết một cách dứt khoát. Costa Rica chỉ phát đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Văn phòng công tố phòng chống ma túy và các tội phạm của Costa Rica cho biết, lực lượng cảnh sát đã tiến hành 7 cuộc đột kích bắt giữ 3 nghi phạm, trong đó có Urenia Mora, 43 tuổi, người Costa Rica, được cho là cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này lực lượng hữu trách đang lấy lời khai của hai nghi can còn lại. Chuyên án mang tên Escobion được thực hiện tại thành phố Limon, Sipur de Osa, Butaranas và các thị trấn miền trung Aseri, De Samparados và Alahuela. Tại hiện trường, thì lực lượng hữu trách đã thu giữ các tang vật gồm có cocaine, một lượng lớn tiền mặt, vũ khí và áo chống đạn cùng phù hiệu giả của cảnh sát tư pháp. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy băng nhóm này có liên quan đến vụ vận chuyển 547 gói cocaine bằng cano từ Colombia đến thành phố Puntarenas của nước này vào tháng 11 năm 2023, cũng như dính líu đến vụ vận chuyển 200 kg cocaine giấu trong xe tải bị thu giữ tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn Desamparados, tỉnh San Jose vào tháng 8 năm 2022. Buôn bán ma túy đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng tại Costa Rica trong những năm gần đây. Trong số đó, 60% giết số vụ giết người đã được cho là có liên quan đến hoạt động của tội phạm nói trên. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Sở thuế IRS gia tăng các cuộc kiểm tra các hoạt động sử dụng máy bay tư nhân Sở thuế IRS mới đây cho hay họ đang gia tăng kiểm tra các máy bay tư nhân để thu thêm tiền thuế là một phần trong những quyết tâm gia tăng truy thu thuế đối với những người giàu có. Sở thuế sẽ thực hiện 30 cho tới 40 cuộc kiểm toán đối với các công ty và các cá nhân, đồng thời thăm dò xem liệu họ có khai báo chi phí từ các chuyến công tác đúng hay là không. Các giám đốc hành điều hành và cổ đông sử dụng máy bay của công ty và các tài sản khác vì lý do cá nhân cần phải báo cáo những trường hợp đó dưới dạng lợi tức cá nhân cho sở thuế. Sở thuế sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc kiểm tra máy bay phản lực của các công ty vào mùa xuân này. Các cuộc kiểm toán máy bay tư nhân là một phần trong những quyết tâm lớn hơn của sở thuế nhằm truy lùng các cá nhân và các công ty giàu có bị cáo buộc là trốn thuế. Đây là một ưu tiên chính của chính quyền Tổng thống Joe Biden, được bắt đầu nhờ khoản gia tăng tài trợ ban đầu trị giá là 80 tỷ Mỹ Kim, được cung cấp trong đạo luật giảm mức lạm phát của đảng Dân Chủ. Theo dự đoán, hơn 182 tỷ Mỹ Kim lợi tức từ các công ty cũng như các cá nhân lẽ ra phải trả cho chính phủ vào năm 2021 đã bị thất thu. Tổng mức trên lệch thuế cho năm 2021 được dự đoán là 688 tỷ Mỹ Kim. Em trai Tổng thống Biden bị Đảng Cộng Hòa thẩm vấn. AFP đưa tin các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa vừa qua đã thẩm vấn ông James Biden, năm nay 74 tuổi là em trai Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tại Quốc hội về các giao dịch tài chính trước đây. Trong phiên điều trần sau cánh cửa đóng kín, ông James Biden tuyên bố Joe Biden không liên quan dù trực tiếp hay gián tiếp vào các phi vụ làm ăn của ông này. James Biden cũng nói mình có kinh nghiệm 50 năm hoạt động trên thương trường, nhưng các vụ kinh doanh hoàn toàn không dính dáng gì đến người Anh là đương kim Tổng thống Joe Biden trước đó đảng cộng hòa tại hạ viện đã cáo buộc ông biden khi còn làm phó tổng thống đã cùng em trai tham gia các giao dịch kinh doanh tham nhũng ông hunter biden con trai của ông biden cũng được cho là có liên quan tuy nhiên cuộc điều tra hiện vẫn không đưa ra bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về hành vi sai trái của tổng thống biden các đảng dân chủ đã bác bỏ cuộc điều tra coi đó là hành vi phá hoại chính trị nhằm làm bôi nhọ chiến dịch tranh cử của ông biden đảng cộng hòa trước đây chủ yếu tập trung vào hunter biden cho rằng Ông này đã lợi dụng tên tuổi của cha mình khi còn là phó tổng thống dưới thời tổng thống Barack Obama để làm giàu cho bản thân bằng các giao dịch kinh doanh nước ngoài. Tuy nhiên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đang phải đối mặt viễn cảnh không thể tập hợp được đa số cho một cuộc bỏ phiếu luận tội cuối cùng nhắm vào đương kim tổng thống. Ông Biden chưa lên tiếng về việc em trai bị thẩm vấn, trong khi đó Đảng Dân chủ đã cáo buộc phe Cộng hòa đang cố gắng thúc đẩy quá trình luận tội như một trò chơi chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Vâng tiếp theo Phường tin Hoa Kỳ. Cựu tổng thống Trump bị mất nhiều tiền quỹ tranh cử do phải ra tòa liên tục. Theo một báo cáo tài chính hồi gần đây, việc gây quỹ tranh cử của ông Donald Trump vào tháng trước đã giảm xuống nhiều hơn so với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Theo đó, cựu tổng thống Donald Trump đã chi cho lĩnh vực quảng cáo và các chi phí khác nhiều hơn số tiền mà ông nhận được từ các nhà tài trợ. Theo báo cáo gửi cho Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ, thì chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho biết như sau, số lượng tiền mặt đang nắm giữ đã giảm xuống còn hơn 30 triệu Mỹ Kim vào cuối tháng 1, khi mà cựu Tổng thống Trump thành công trong việc vận động cho các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại hai tiểu bang đó là Iowa và New Hampshire. Hồi tháng 12 năm ngoái, quỹ tranh cử của cựu Tổng thống Trump có tới 33 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden kết thúc vào tháng 1 vừa qua với khoảng 56 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Mặc dù ông Trump có khả năng cao trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, thế nhưng ông lại kém kỳ phùng địch thủ của ông, đó là ông Joe Biden trong việc gây quỹ và phải chi ra rất nhiều tiền cho các cuộc tranh cử sơ bộ theo báo Politico, thì một ủy ban hành động chính trị của cựu Tổng thống Trump vào tháng 1 vừa qua đã chi ra tới 2 triệu 900 ngàn Mỹ Kim chi phí pháp lý cho ông. Điều này cho thấy các vấn đề kiện tụng của ông Trump đang làm cạn kiệt nguồn lực cho cuộc bầu cử sắp tới đây. Bác sĩ bị kiện vì lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho nhiều bệnh nhân hiếm muộn. Một bác sĩ sản khoa ở New Haven, tiểu bang Connecticut đang bị gia đình của một nữ bệnh nhân hiếm muộn khởi kiện vì tội đã bí mật lấy tinh trùng của ông để thụ tinh. Người đứng đơn khởi kiện bác sĩ Burton Catwell ở New Haven, tiểu bang Connecticut là Janine Pearson, 36 tuổi và mẹ của cô. Pearson nói với tờ The Hill rằng cô là con một và cha mẹ đã phải trải qua quá trình chữa trị hiếm muộn chứng năm 1980 mới sinh được cô. Cả gia đình Pearson lâu nay đều tin tưởng bác sĩ đã sử dụng tinh trùng của người cha để thụ tinh cho mẹ cô. Năm 2022, khi tò mò muốn biết về các hậu duệ và những người ruột thịt của cha mình, cô Pearson đã làm xét nghiệm DNA của dịch vụ xác định tổ tiên, họ hàng và thông tin sức khỏe. Cô đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mình có tới 22 người Anh, chị em cùng cha khác mẹ, Người lớn tuổi nhất là 50 tuổi và người nhỏ nhất là 35 tuổi. Sau khi tìm hiểu, Pearson mới biết mẹ của những người này đều đã đến cơ sở của bác sĩ Catwell ở New Haven để chữa trị bệnh hiếm muộn. Cô và mẹ cô sau đó đã khởi kiện bác sĩ Catwell vì đã tự ý lấy tinh trùng của ông thủ tinh cho bệnh nhân mà không có sự đồng ý của họ. Angela Marty là giáo sư trường kinh doanh và y học thuộc Đại học Quinnipiac, gọi những trường hợp như trên là nghiêm trọng và vô đạo đức. Tuy nhiên, bà cho hay, hiện nay thì Hoa Kỳ không có luật nào chống lại việc đó ở cấp liên bang hay ở tiểu bang Connecticut. Ông Caldwell, ngoài 80 tuổi, đã ngừng hành nghề từ năm 2004, cũng đã thừa nhận sự việc. Tòa án Hoa Kỳ hiện chưa công bố lịch xét xử sự việc nói trên. Một công ty ở tiểu bang Tennessee bị cáo buộc là đã thuê trẻ em chùi rửa lò thịt. Bộ Lao động Hoa Kỳ yêu cầu tòa án liên bang phải ban hành lệnh cấm công ty Fayette Genitorial Services có trụ sở tại tiểu bang Tennessee phải ngừng tuyển dụng trẻ vị thành niên và tin rằng vẫn có ít nhất 4 trẻ em đang làm việc tại một lò mổ ở Iowa từ đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Luật của Liên bang Hoa Kỳ nghiêm cấm các công ty tuyển dụng những người dưới 18 tuổi làm việc trong các lò thịt vì những mối nguy hiểm dễ dàng xảy ra Bộ Lao động Hoa Kỳ cáo buộc rằng công ty Fayette đã sử dụng nhân công chưa đủ tuổi thành niên trong điều kiện nguy hiểm. Cơ quan này cho biết rằng các trẻ em phải lau chùi máy móc nguy hiểm, bao gồm máy tách dầu, dụng cụ kéo hàm và cưa thịt. Hồ sơ nộp cho tòa án của Bộ Lao động Hoa Kỳ nêu ra chi tiết những vết thương nghiêm trọng mà một thiếu niên 14 tuổi đã gặp phải khi em này làm sạch dây chuyền đóng gói đùi gà tại một nhà máy ở Virginia. Theo một giới chức điều tra, thì hồ sơ cho thấy công ty Fayez biết rằng người công nhân này ở tuổi vị thành niên sau khi câu chuyện đứa trẻ bị thương đưa ra công luận. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tuyển dụng các công nhân công nhỏ tuổi. Những phát hiện mới nhất bổ sung vào danh sách vi phạm ngày càng tăng thêm, bao gồm vụ một thiếu niên 16 tuổi đang làm việc tại một lò mổ thịt gia cầm ở Mississippi bị thương, và cái chết của một thiếu niên 16 tuổi khác vì một vụ tai nạn tại một xưởng cưa ở Wisconsin. Bên cạnh đó, vào năm ngoái, đã có hơn 100 trẻ em được Packer Sanitation Service tuyển dụng bất hợp pháp tại 13 nhà máy đóng gói thịt. Nợ xấu vượt qua dự trữ tại các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ theo báo financial times cho biết nợ xấu đã vượt qua dự trữ tại các ngân hàng lớn nhất của hoa kỳ trong đó các khoản cho vay bất động sản thương mại khó đòi liên quan đến văn phòng trung tâm mua sắm và các tài sản khác đã tăng mạnh theo số liệu của Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, dự trữ trung bình tại JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley đã giảm từ 1.60 Mỹ Kim xuống còn 90 cent cho mỗi Mỹ, một Mỹ Kim nợ bất động sản thương mại mà người vay chậm trả ít nhất 30 ngày. Các chuyên gia giám sát ngân hàng tại cơ quan dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là Fed cho biết họ đang tập trung theo dõi chặt chẽ việc cho vay bất động sản của các ngân hàng, bao gồm cả báo cáo rủi ro và bố trí vốn phù hợp để hạn chế các tổn thất cho vay tiềm ẩn trong tương lai. Trên hệ thống ngân hàng tại Hoa Kỳ, giá trị của các khoản vay quá hạn gắn liền với văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư và các tài sản thương mại khác đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái, lên 24.3 tỷ Mỹ Kim từ mức 11.2 tỷ Mỹ Kim của năm 2022 xong qua bản tin về kỹ thuật thì hãng apple khuyến cáo mọi người đừng vùi chiếc iphone của mình bị ướt vô gạo nhiều người thường sử dụng gạo để làm khô máy móc điện tử bị ướt vì gạo có độ hút ẩm khá nhanh thế nhưng apple cảnh báo rằng làm như thế có thể khiến cho chiếc iphone bị hư trong bản hướng dẫn mới thì hãng apple chỉ rõ cho khách hàng biết cách giải quyết khi dòng chữ cảnh báo liquid detected tức là phát hiện ra chất lỏng xuất hiện trên màn hình của iphone Ngoài ra, mỗi khi chữ Liquid Detected xuất hiện trên màn hình, hãy đợi tới khi điện thoại và dây sạc khô hẳn mới được sạc pin. Nếu sạc iPhone trong khi dây sạc Lightning hoặc là USB-C còn ướt, thì pin hoặc dây sạc có thể bị mòn và bị hư luôn cũng như ngưng hoạt động, gây trục trặc kết nối cho iPhone hoặc là các phụ kiện. Thay vào đó thì hãy rút iPhone của mình ra và đập nhẹ vô bàn tay. Thì cổng sạc hướng xuống đất để cho chất lỏng chảy hết ra ngoài sau đó để cho iPhone ở nơi khô ráo và thoáng mát. Sau 30 phút đồng hồ, có thể thử cắm iPhone vô cục sạc trở lại. Nếu hãy còn chất lỏng trong điện thoại, thì màn hình sẽ xuất hiện chữ cảnh báo. Hãng Apple lưu ý đôi khi iPhone bị mất tới 24 tiếng đồng hồ mới khô hẳn. Ngoài ra, hãng Apple cũng khuyên đừng cố sấy khô iPhone bị ướt bằng nguồn nhiệt bên ngoài hoặc là khí nén. Chẳng hạn, đừng dùng máy xấy tóc và tránh nhét bông gòn hoặc là đồ vật khác vô cổng sạc để thấm chất lỏng. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Át Châu. Đến thăm Đài Loan, nghị sĩ Mỹ cấp cao gửi cảnh báo tới Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc là Mike Gallagher đã có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và lãnh đạo đắc cử Lại Thành Đức tại Đài Bắc vào ngày hôm nay, 22 tháng 2. Phái đoàn của ông Gallagher sẽ ở lại Đài Loan cho đến ngày 24 tháng 2. Chuyến thăm sẽ tập trung vào quan hệ Hoa Kỳ và Đài Loan, an ninh và thương mại khu vực, cùng nhiều vấn đề khác. Theo AFP dẫn lại một tuyên bố của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc, tại cuộc gặp với bà Thái Anh Văn, ông Gallagher nhấn mạnh chuyến đi nhằm thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Đài Loan vẫn còn được duy trì bất kể ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới đây. Trong một cuộc gặp riêng, ông Lại, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 sắp tới, nói rằng đối mặt áp lực lớn từ Trung Quốc, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông Gallagher nói, Hoa Kỳ sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Đài Loan khi ông Lại lên làm lãnh đạo và nhấn mạnh nỗ lực gây chiến của Trung Quốc với Đài Loan sẽ thất bại. Trước đó, vào tháng riêng, sau khi ông Lại gặp phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối tất cả các cuộc trao đổi chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Trong khi đó, Đài Loan cho rằng họ có thể mời bất kỳ người nào họ muốn và Trung Quốc không có quyền lên tiếng thay cho người dân Đài Loan. Lực lượng tuần duyên của Trung Cộng tuyên bố xua đuổi tàu thuyền của Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough. Vào ngày 22 tháng 2, đài truyền hình trung ương của Trung Cộng đưa tin, lực lượng tuần duyên của Trung Cộng vừa xua đuổi chiếc tàu mang số hiệu 3002 của Cơ quan Nghề Cá và Nguồn Lợi Thủy Sản của Philippines lực lượng tuần duyên của Trung Cộng cho biết như sau: chiếc tàu của Philippines này đã xâm nhập trái phép vào vùng biển tiếp giáp với đảo Hoàng Nam mà Trung Cộng gọi là bãi cạn Scarborough. Cơ quan nghề cá và nguồn lợi thủy sản là cơ quan của chính phủ Philippines gọi tắt là BIFA trực thuộc Bộ nông nghiệp của Philippines chịu trách nhiệm phát triển, cải thiện, quản lý cũng như bảo tồn nghề cá và nguồn lợi thủy sản của Philippines. Hiện nay, cơ quan này chưa lên tiếng về thông tin nói trên của lực lượng tuần duyên Trung Cộng. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 cây số và cách bờ biển Đông Nam của Trung Cộng khoảng 1.000 cây số. Cả Trung Cộng và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn này. Hồi năm 2012, Trung Cộng do đòi giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines. Lực lượng tuần duyên của Trung Cộng nói rằng Trung Cộng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn này và các vùng biển lân cận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao của Philippines lập luận rằng, bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và quốc gia này có quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán đối với bãi cạn Scarborough. Cà phê vị thịt heo của Starbucks gây tranh cãi tại Trung Quốc IRT vào ngày 22 tháng 2 đưa tin, Thương hiệu cà phê nổi tiếng Starbucks gây bất ngờ cho các khách hàng tại Trung Quốc dịp Tết nguyên đán khi ra mắt thức uống cà phê có vị thịt heo. Sản phẩm mới có tên là Nieva Savory Latte, hàm ý về một năm sung túc, sẽ chỉ phục vụ trong năm giáp thìn. Theo trang sản phẩm trên ứng dụng giao hàng của Starbucks tại Trung Quốc, thức uống khác thường này kết hợp nguyên liệu pha cà phê truyền thống, gồm cà phê espresso và sữa đánh bọt với nước sốt hương vị thịt heo kho, đông pha và một lát thịt trang trí. Một ly cà phê này được bán với giá 9.45 Mỹ Kim và được mô tả là có hương vị thú vị theo mô tả được đăng trên mạng xã hội Weiwei của Shanghai Starbucks Reserve Roastery. Thức uống này được đưa phong tục truyền thống năm mới vào cà phê và tạo ra hương vị ngọt ngào bất ngờ vì ăn thịt mang ý nghĩa thịnh vượng trong năm mới. Sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý và làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội với nhiều cư dân mạng suy đoán về hương vị và mục đích của thức uống này. Một số người tò mò và nói rằng nó trông có vẻ lễ hội trong khi những người khác nhận xét về giá đồ uống cao và trách Starbucks vì đã gia nhập hàng ngũ các thương hiệu tiếp thị hương vị kỳ lạ để tăng lợi nhuận. Dù có bản tin về xã hội thì có tới 16.000 ông bố tại đất nước Nam Hàn chọn phương cách ở nhà để chăm sóc con cái. Theo dữ liệu do cơ quan thống kê chính phủ Nam Hàn cung cấp cho thấy, càng ngày càng có nhiều nam giới không muốn đi làm và cũng không tìm việc làm để dành toàn thời gian nuôi dạy con cái. Cụ thể trong năm 2023, số nam giới tại Nam Hàn lựa chọn ở nhà để chăm sóc con cái, không muốn làm chủ kinh tế vào khoảng 16.000 người, tức là tăng 37.4% so với 12.000 người vào năm 2022. Con số này đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại. Số lượng những ông bố nội trợ cũng tăng đều đặn từ 6.000 người vào năm 2013 lên tới 9.000 người vào năm 2019 và đạt tới con số 13.000 người vào năm 2021 mức tăng này được đánh giá là bắt nguồn từ việc chính phủ Nam Hàn mở rộng chính sách cho vợ chồng nghỉ ở nhà khi sinh con và nam giới ngày càng nhận thức được việc chăm sóc con cái là điều quan trọng. Mặt khác, số phụ nữ không đi làm, không tham gia vào việc kiếm tiền vào khoảng 840.000 người, tức là giảm 14.7% so với con số là 984.000 người của năm trước đó. Các con số này giảm dần do ngày càng có nhiều phụ nữ tiếp tục làm việc sau khi sinh con. Tỷ lệ sinh sản của đất nước Nam Hàn bị giảm xuống ở con số là 0.72 vào năm 2023. Chính phủ Nam Hàn đang thực hiện cuộc chiến chống lại tình trạng tỷ lệ sinh sản thấp khi con số dự kiến trong năm nay sẽ giảm xuống chỉ còn 0.68. Tin đến từ Trung Quốc, G20 không phải là nơi cãi vã về địa chính trị Bộ ngoại giao Trung Quốc vừa cho biết mục đích của diễn đàn G20 là thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế toàn cầu và không nên được sử dụng như một nền tảng để khuyết đại những bất đồng về địa chính trị. Hội nghị thượng đỉnh liên chính phủ này bắt đầu tại Rio de Janeiro của Brazil, nơi chủ nhà đóng vai trò là đại hội lớn đầu tiên của các bộ trưởng ngoại giao chủ chốt trong năm nay. Trang web G20 Brazil đã liệt kê một số chủ đề sẽ được thảo luận, bao gồm tình hình ở Trung Đông và cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Những tình huống mà trang này cho rằng đã dẫn đến mối lo ngại quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như hậu quả địa chính trị và kinh tế của các cuộc xung đột. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những chủ đề như vậy chưa bao giờ nằm trong phạm vi quyền hạn của G20. Trước đó, Moscow đã phản đối việc an ninh Ukraine là một phần trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh, đồng thời cho biết trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao nước này đưa ra, cho rằng vấn đề này không phải vấn đề cốt lõi đối với G20. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trên trang web của mình rằng việc đưa vấn đề Ukraine mà Moscow cho là nằm trong chương trình nghị sự của G20 là do sự xúi giục của phương Tây, chỉ có thể được hiểu là có tính chất phá hoại. Tại G20 vừa qua ở Ấn Độ vào tháng 9, nhóm đã đưa ra tuyên bố của các nhà lãnh đạo không lên án Moscow về cuộc tấn công ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh những đau khổ của con người do nó gây ra và kêu gọi tất cả các bên hạn chế sử dụng vũ khí nguyên tử. Sau qua bản tin về kinh tế thì các công ty của Nam Hàn đầu tư vào Hoa Kỳ và khu vực Đông Nam Á đang bị áp thuế tối thiểu toàn cầu. Việc Nam Hàn thực hiện sáng kiến thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đang trở thành gánh nặng về tài chính bổ sung đối với các công ty đã đầu tư vào Hoa Kỳ và Đông Nam Á khi họ tìm kiếm lợi ích về thuế, theo truyền thông của Nam Hàn cho hay các công ty hóa dầu sở hữu các đơn vị sản xuất pin và những tấm pin mặt trời được coi là nạn nhân chính của các quy định về thuế mới vì họ đã phải chịu lợi nhuận ngày càng tồi tệ do tình trạng cung ứng dư thừa các sản phẩm của Trung cộng trong lúc nền kinh tế của toàn thế giới đang bị suy giảm. Quy định mới buộc các công ty chủ quản của các công ty đa quốc gia tạo ra doanh thu toàn cầu hơn 811 triệu Mỹ Kiên phải nộp thuế bổ sung. Nếu như các công ty chi nhánh ở nước ngoài nộp thuế doanh nghiệp thấp hơn 15% so với lợi tức của họ. Quy định mới này có hiệu lực tại đây vào ngày 1 tây tháng 1 vừa qua. Một phân tích gia có tên là Ro Guho của công ty tài chính Merit Security cho hay, LG Cam, Samsung SDI, SK Innovation, Hanwha Solution Hai Sung và Lotte Chemical là những công ty phải tuân theo hệ thống thuế mới. Một giới chức của Phòng Thương mại và Công nghiệp của Nam Hàn cho rằng để các công ty của Nam Hàn duy trì khả năng cạnh tranh trên toàn thế giới thì chính phủ Nam Hàn hãy nên sửa đổi nghị định thực thi điều chỉnh đạo luật thuế quốc tế. Liên đoàn công nghiệp của Nam Hàn cũng chỉ ra rằng mức thuế tối thiểu sẽ hạn chế sự đầu tư và việc làm của quốc gia này. Tin đến từ Trung Quốc một cô gái khuyết tật đến... Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một gia đình tại Việt Nam bị mất liên lạc với con gái của họ trong khi cô đang du học tại nước Pháp. Sau cú phôn gọi về nhà gần một tháng trước đây, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1997, đang thực tập tại Pháp và Hòa Lan, bỗng dưng mất liên lạc với gia đình cô tại Việt Nam. Chia sẻ với tờ báo Thanh niên trong nước, ông Nguyễn Cao Đẳng, ngụ tại Hà Nội, là cha ruột của cô Ngọc cho hay, Hiện nay, gia đình ông đang làm mọi cách để tìm kiếm tung tích của con gái mình. Theo gia đình của họ cho hay, cô Ngọc theo học cao học tại Skema Business School, Campus Grand Paris, tức là trường kinh doanh Skema tại nước Pháp. Từ tháng 9 cho tới tháng 12 năm ngoái, cô sang Hòa Lan để thực tập. Sau thời gian thực tập thì cô đã được thu nhận làm tiếp tục tại công ty mà cô đang làm việc. Tuy nhiên, gia đình của cô cho biết thêm visa đến Pháp của cô Ngọc có hạn sử dụng tới tháng 9 năm nay, cho nên gia đình cô cho rằng có khả năng cao thì cô đã quay trở về nước Pháp. Theo cô Ngọc mô tả với gia đình thì công ty mà cô đang thực tập đó là ngân hàng đầu tư của Hoa Kỳ có chi nhánh tại Hòa Lan. Cô làm nhân viên cố vấn mua bán doanh nghiệp. Trong chi nhánh này có một số người thuộc nhiều quốc gia cùng làm việc, có thể cô là người Việt Nam duy nhất làm việc tại đây. Còn tại Hòa Lan thì cô Ngọc sống trong căn nhà thuê của chị chủ nhà người Senegal. Căn nhà này có nhiều tầng, có nhà vệ sinh, nhà tắm và bếp sử dụng chung. Hàng ngày cô Ngọc đi làm mất khoảng 45 phút bằng tàu điện ngầm. Áp giải bà Trương Mỹ Lan vào Sài Gòn để xét xử. Theo báo Tuổi Trẻ, lực lượng công an đã hoàn tất áp giải bị cáo Trương Mỹ Lan và nhiều bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Sài Gòn, viết tắt là SCB, từ nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam về Sài Gòn để chuẩn bị tham gia phiên tòa. Trước đó, trong quá trình điều tra, truy tố bà Trương Mỹ Lan và 80 người khác trừ 5 bị cáo đang bị truy nã, bị tạm giam với nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị công an ở phía Bắc. Tòa án Nhân dân Sài Gòn đã lên lịch xét xử vụ án trên từ ngày 5 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa án cũng thông báo kêu gọi đầu thú đối với 5 bị cáo hiện đang trốn truy nã, gồm các cựu lãnh đạo của SCB để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên cũng như việc liên tục đầu tư mua các dự án bất động sản bà trương mỹ lan là chủ tịch của tập đoàn vạn thịnh pháp đã tìm cách thâu tóm chi phối điều hành toàn bộ các hoạt động của ngân hàng scb trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91.5% cổ phần. Qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình và gây thiệt hại rất lớn cho SCB lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Một bé gái bị một người đàn ông New Zealand dâm ô tại thành phố Sài Gòn. Gia đình của một bé gái 9 tuổi là một Việt kiều từ Anh Quốc, được giấu danh tánh vừa tố cáo một người đàn ông New Zealand có hành vi dâm ô với con gái nhỏ của mình. Theo nhật báo VN Express trong nước đưa tin, bé gái cùng với gia đình từ Anh Quốc về Sài Gòn để ăn Tết. Sự việc xảy ra vào tối 11 tháng 2 vừa qua, tức mùng 2 Tết Giáp Thìn. Một người đàn ông là bạn của gia đình, quốc tịch New Zealand, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, đến chơi. Sau đó đã cùng với cha của cô bé đi chúc Tết một người quen là bà Lê Huỳnh Phương Mai ở quận Tân Bình, Sài Gòn. Trong lúc người lớn ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách thì bé gái lên phòng ngủ của bà Mai ở trên lầu để chơi. Một lúc sau, bà Mai lên lầu với bé gái. Tiếp đó, người đàn ông New Zealand vừa kể cũng lên theo và ngồi nói chuyện bằng tiếng Anh với cô bé. Vì nghĩ rằng người đàn ông này là bạn của cha cô bé, cho nên bà Mai không đề phòng xuống bếp khoảng 5 phút Đến khi quay lên, bà thấy người đàn ông kia và cô bé đang cùng nằm cạnh nhau trên giường. Kể lại sự việc với mẹ của cô bé sau đó thì bé gái cho hay người đàn ông này đã từng vài lần thực hiện hành vi dâm ô với cô bé trong những lần gặp trước đây. Người đàn ông New Zealand nói trên cũng thừa nhận về hành vi này, đồng thời cho rằng sự việc này không có gì nghiêm trọng. Công an của quận Tân Bình đang điều tra sự việc nhưng chưa công bố danh tính và hình ảnh của nghi can. Tờ báo Phụ nữ trong nước cho hay, người đàn ông New Zealand nói trên có tên là FM đã rời khỏi phòng trọ ở quận Bình Thạnh và công an đang truy lùng tung tích của ông ta. Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường đánh ghen bằng dao Vào ngày 22 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết họ đang tiếp tục củng cố hồ sơ giải quyết vụ đánh ghen gây thương tích của một phó chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ của một phường ở thị xã Đông Hòa, theo công an, khoảng chiều vào ngày 21 tháng 2, ông H là hiệu phó của một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đi cùng với bà, bà Q cũng 38 tuổi, ngụ tại thị xã Đông Hòa đến khách sạn trên đường Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Do có nghi ngờ và theo dõi từ trước nên bà Thi là 35 tuổi là vợ của ông Hiệu Phó, cũng đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ của một phường ở thị xã Đông Hòa, đã theo dõi và đến thuê phòng cùng khách sạn New trên với mục đích đánh ghen. Qua theo dõi khoảng 40 phút, bà T đã xác định được số phòng mà chồng và bà Q đang ở. Khi phát hiện ông H từ phòng đi ra, bà T đã cầm dao Thái Lan kề gần cổ ông chồng và kêu cầu mở cửa phòng để chụp hình xác nhận việc ở chung phòng với một phụ nữ khác để làm bằng chứng khi ra tòa. Tuy nhiên, hội phố H đã không thực hiện theo và gạt tay bỏ đi. Lúc này, bà T cầm dao đâm vào phía sau lưng ông H một nhát gây thương tích. Sau đó, thì bà phó chủ tịch hội phụ nữ cũng cầm dao khống chế. Tra hỏi và đâm tình địch dẫn đến thương tích. Bà Q đã bị một vết thương ở vùng mặt, một vết thương ở vùng đầu và một vết thương ở tay. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra và giải quyết sự việc nói trên. Vẫn tiếp theo phần tin Việt Nam. Tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang xảy ra sự việc có hơn 40 ngôi mộ tại Nghĩa Trang tại khu vực này bị đập phá. Do hữu trách đang vào cuộc để truy tìm những người có hành vi phá hoại. Một trong những gia đình có phần mộ bị kẻ xấu phá hoại đó là ông Đỗ Văn Chí, 63 tuổi cho hay, Nghĩa Trang này là nơi an nghỉ của rất nhiều người đã khuất nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị kẻ xấu phá hoại như thế. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình của ông thường xuyên đến đây để kiểm tra nhằm tránh tình trạng ngôi mộ của người thân mình bị kẻ xấu phá hoại lần thứ nhì. Gia đình ông cùng với hàng chục gia đình khác mong giới hữu trách hãy tìm ra những kẻ phá hoại Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm theo tin tức hàng loạt các ngôi mộ trong Nghĩa Trang ở phường Tây Mỗ bị kẻ xấu phá hoại, những lư hương và những bình hoa. Tin tức nói trên đã thu hút hàng ngàn lượt người vô bình luận và hàng trăm lượt người chia sẻ. Hầu hết mọi người đều lên án hành động của những người phá hoại. Vườn cây cảnh tiền tỷ tì ở Đồng Tháp đã bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ vào ngày 22 tháng 2 tại vườn cây cảnh của ông Nguyễn Tiến Tuấn thuộc tỉnh Đồng Tháp, nhân công đang cố gắng bơm nước ngập gốc, mong xả rửa thuốc diệt cỏ để cứu hàng chục cây cảnh giá trị cao. Các khu vườn vẫn nồng nặc mùi hóa chất. Vườn cỏ có hơn 30 cây kẻ bạc 20 năm tuổi, mỗi cây chỉ giá trên 2.000 mỹ kim đều bị chết héo. Một gốc khác của khu vườn và 30 cây được lọc vần và một số cây cảnh công trình cũng đang bị rụng lá sắp chết. Ông Tuấn cho biết từ sáng 5 tháng 2, ông đến thăm vườn đã ngửi thấy mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc. Kiểm tra các gốc cây, thợ vườn phát hiện có bọt, cỏ héo úa. Ông kể thêm, từ 4 tháng trước, một vườn cây cảnh khác của ông ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng đã bị kẻ xấu đầu độc. Hơn 10 cây vặn niên tùng, thông, phát tài, trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị đổ thuốc diệt cỏ dẫn đến chết hàng loạt. Sự việc lần trước được công an thành phố Sa Đéc khởi cố vụ án hình sự tội hủy hoại tài sản đang tiếp tục điều tra. Chu Vườn ước tính sau hai lần bị kẻ xấu hại ông tổn thất khoảng 81 1.200 Mỹ Kim. Về nguyên nhân, ông Tuấn không xác định được vì là người tỉnh khác đến Đồng Tháp làm ăn, nhưng cho biết gần đây bản thân có tranh chấp hợp đồng thuê đất. Brazil ngừng nhập cảng cá rô phi đến từ Việt Nam. Mới đây, Cơ quan Phẩm chất Chế biến và Phát triển Thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam ra thông báo về việc Brazil ngừng nhập cảng cá rô phi đến từ Việt Nam. Trao đổi với báo giới vào ngày 22 tháng 2, người đứng đầu cơ quan nói trên cho biết như sau – cơ quan này đã nhận được văn thư của Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và chăn nuôi của Brazil, gọi tắt là MAPA, về việc ngừng nhập cảng cá rô phi, tức là tilapia, từ Việt Nam. Thời gian ngừng nhập cảng từ ngày 14 tháng 2 cho tới khi có kết luận về kiểm tra dịch bệnh do virus Thiel LV gây ra. Đây là một loại bệnh mới lây lan qua hoạt động vận chuyển cá rô phi giống từ quốc gia này sang quốc gia khác lệnh ngừng nhập cảng cá rô phi từ thị trường Việt Nam tới Brazil ảnh hưởng tới hoạt động xuất cảng thủy sản của các công ty tại Việt Nam. Một công ty xuất nhập cảng thủy sản ở thành phố Sài Gòn cho biết rằng họ cần phải chuyển hướng thị trường qua các quốc gia khác. VinFast xây nhà máy tại Ấn Độ VinFast Auto cho biết sẽ đồng thổ dự án nhà máy sản xuất xe điện tại thành phố Tutukudi, bang Tamil Nadu ở Ấn Độ vào ngày 25 tháng 2. Hành động này diễn ra sau hơn một tháng, biên bản ghi nhớ giữa nhà sản xuất xe điện của Việt Nam và chính quyền bang Tamil Nadu được ký. Theo đó, VinFast cam kết đầu tư 500 triệu USD kim cho giai đoạn 1 của dự án trong 5 năm. Nhà máy này sẽ đáp ứng mục tiêu phát triển của hãng tại thị trường Ấn Độ và xuất khẩu sang các nước Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Trước đó, cuối năm 2023, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng gặp tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ là ông Gautam Adani. VinFast cũng bắt đầu các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí ở quốc gia này. Dự án sản xuất xe điện tại bang Tamil Nadu có công suất 150.000 xe mỗi năm khi đi vào vận hành và tạo ra từ 3.000 đến 3.500 việc làm cho địa phương. Ngoài ra, dự án cũng góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại Ấn Độ và thể hiện thực hóa mục tiêu 30% xe hơi cá nhân đăng ký mới là xe điện của chính phủ nước này. Ngoài người Ấn Độ, VinFast từng công bố chiến lược mở rộng sang một số thị trường khác như Indonesia, Malaysia và các quốc gia Trung Đông. Bốn nhà máy tại Việt Nam đóng góp tới 33% lợi nhuận cho công ty Samsung. Bốn doanh nghiệp của Samsung tại Việt Nam đã đóng góp gần 1 phần 3 tổng lợi nhuận toàn cầu của hãng này vào năm 2023, mặc dù doanh thu có giảm đi. Theo đó, năm 2023 là một năm biến động về kinh doanh của Samsung Electronics. Doanh thu toàn cầu của công ty này giảm gần 15%, chỉ còn lại 200 tỷ Mỹ Kim. Lãi ròng chỉ bằng khoảng 1 phần tư so với năm ngoái, ở mức là 11.8 tỷ Mỹ Kim. Lợi nhuận của năm 2022 là 42.6 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, bốn nhà máy tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng cao, đóng góp khoảng 30% doanh thu và 33.5% tổng lợi nhuận cho tập đoàn Samsung. Nhà máy Samsung tại tỉnh Thái Nguyên gọi tắt là SEVT tiếp tục là nhà máy đóng góp cao nhất tại Việt Nam của công ty Samsung với hơn 30.600 tỷ won về doanh thu tương đương 23 tỷ mỹ kim cộng thêm 2.700 tỷ won lợi nhuận tương đương 1 tỷ 700 triệu mỹ kim. So với năm 2022 thì doanh thu của nhà máy này giảm hơn 15% còn lợi nhuận thì giảm gần 18%. Hiện nay, nhà máy Samsung tại tỉnh Thái Nguyên cũng là nhà máy sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới của Samsung. Tập đoàn của Nam Hàn này đầu tư vào Thái Nguyên từ năm 2013 với vốn ban đầu là 2 tỷ Mỹ Kim và đến nay số vốn ghi danh đã tăng lên gần 4 lần, đạt hơn 7.5 tỷ Mỹ Kim. Tương tự nhà máy tại Thái Nguyên thì doanh thu của hai cơ sở ở Bắc Ninh là Samsung Electronics, gọi tắt là SEV, và Samsung Display, gọi tắt là SDV, đều giảm đi. SEV là nhà máy Samsung đặt tại Việt Nam đầu tiên cho tới nay vẫn là một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu của tập đoàn này trên toàn thế giới. Theo New World Well, Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất thế giới đến 125% trong 10 năm tới đây. Đây là dự báo của công ty tình báo tài sản toàn cầu New World Well, Nam Phi và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley Partner ở Thụy Sĩ. Nói về đài CNBC Andrew Amol, Nhà phân tích của New World Health đánh giá 125% là tốc độ tăng nhanh nhất so với bất kỳ quốc gia nào xét về GDP, bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Ông cho biết Ấn Độ dự kiến đứng vị trí thứ hai với tốc độ tăng trưởng tài sản dự kiến là 110% thập niên tới đây. Theo New World Wealth, Việt Nam hiện có 19.400 triệu phú tính bằng đồng Mỹ Kim và 58 người có từ 100 triệu Mỹ Kim trở lên sau khi trừ các khoản nợ. Chỉ 10 năm trước, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là khoảng 2.190 Mỹ Kim và nay tăng gần gấp đôi lên tới 4.100 Mỹ Kim theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa, lấy xuất khẩu làm trọng tâm, được thúc đẩy bởi ba làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 3 thập niên qua. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một cựu cảnh sát bị cáo buộc là đã ăn trộm thẻ tín dụng của những người đến thăm tù nhân ông Edmund Babayan là một cựu cảnh sát ở Sở Cảnh sát Los Angeles đã bị truy tố về tội ăn cắp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của những người đến thăm tù nhân tại trại giam Metropolitan ở trung tâm thành phố Los Angeles. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng biện lý của quận hạt Angeles cho hay, cảnh sát viên nói trên cũng đã mua sắm hàng hóa bằng những thẻ tín dụng ăn cắp được. Năm nay, ông 43 tuổi phải đối mặt với 4 cáo buộc ba trọng tội và một tội nhẹ về việc sử dụng trái phép thẻ ra vào. Biên lý quận hạt là ông George Gerson cho hay trong một thông cáo như sau, những hành động của cựu cảnh sát viên nói trên trong tiến trình thi hành nhiệm vụ là đã vi phạm nghiêm trọng vào sự tin tưởng của người dân, đồng thời làm suy yếu niềm tin của công chúng vào cơ quan thực thi pháp luật và sẽ không được dung thứ Cựu cảnh sát viên Babayan đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 20.000 Mỹ Kim và ông sẽ bị buộc tội tại Trung tâm Tiêu pháp hình sự Clara Shortridge Falls. Nếu bị kết án về mọi tội danh thì người này có thể sẽ bị kết án tối đa là 5 năm 4 tháng tù tại nhà tù quận hạt. Hai anh em mắc kẹt dưới hố cát trên bãi biển Florida, một em bé thiệt mạng. Hai anh em đang đào hố trên bãi biển ở Lauderdale by the thì mắc kẹt dưới cát khoảng 43 giờ chiều thứ ba, Sở Cảnh sát Broward County cho biết. Hố cát sau 6 phút và đổ sập lên hai đứa bé, phát ngôn viên cứu hỏa Broward Sheriff nói với đài truyền hình địa phương WFOR, khoảng 20 người đào bới hiện trường để cố tìm và giải cứu hai đứa bé. Lúc được nhân viên cứu nạn kéo lên, bé trai đang bị ngập cát tới cổ. Nhân viên cấp cứu đưa hai anh em tới bệnh viện nhưng sau đó bé gái được công bố thiệt mạng. Bé trai đang hồi phục tại bệnh viện Broward Health Medical Center và tình trạng đang ổn định. Hai đứa bé và cha mẹ là cư dân Indiana đang nghỉ mát ở Florida. Sự việc đang được điều tra. Hiệp hội cứu đắm Hoa Kỳ khuyên người đi chơi bãi biển đừng đào hố sâu quá đầu gối. Ông Wyatt Warnett, phát ngôn viên hiệp hội này, nói với đài CNN. Ông cũng khuyên người đi chơi bãi biển đào hố xong thì nhớ lắp lại trước khi ra về. Một người đàn ông tại tiểu bang Minnesota bị bắt giữ vì đã giết chết một cô người mẫu ở Los Angeles rồi giấu xác của cô trong tủ lạnh. Theo Sở Cảnh sát của Los Angeles cho hay, một người đàn ông có tên là Daniel Humphrey, 41 tuổi. Người này vốn đang bị quản chế về tội liên quan tới ma túy, nhưng người này đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Minnesota theo lệnh truy nã của Liên bang Hoa Kỳ trong một vụ án khác không liên quan. Theo cảnh sát cho hay, ông Humphrey đã bị dẫn độ tới Los Angeles để phải đối mặt với cáo buộc đã giết chết cô Melissa Mooney, một người mẫu 31 tuổi. Cô Mooney được tìm thấy trong chung cư của căn nhà cô vào ngày 12 tây tháng 9, trong khi gia đình cô không nhận được tin tức của cô và yêu cầu sở cảnh sát thành phố hãy thực hiện việc kiểm tra theo báo cáo của nhân viên điều tra của quận hạt Los Angeles công bố vào tháng 10 năm ngoái, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô bên trong chiếc tủ lạnh. Máu chảy thành vũng dưới tủ lạnh và thi thể của cô được tìm thấy bên trong, bị trói bằng dây điện và quần áo. Một miếng bịt miệng làm từ quần áo được nhét vào miệng của cô và các vật dụng khác che đầu của cô. Theo báo cáo, các vết thương do lực tác động mạnh cũng như vết rách, vết chảy xước và bầm tím được tìm thấy trên mặt, trên đầu, trên lưng và phần trên cánh tay trái của cô. Một xương sườn của cô bị gãy. Báo cáo cũng cho biết thêm, có thể cô đã bị ngạt thở mặc dù không quan sát thấy dấu hiệu trực tiếp nào từ việc cô bị siết cổ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên Youtube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Đức Vũ và Hương Thơ xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình sắp tới. Xin kính chào!